Nào các bạn nhìn hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái phần tiểu xảo, một cái thủ thuật trong việc cả tạo viền cho sản phẩm một cách nào. Bước 1, bạn sẽ có một layer. Bước 2, bạn nhớ là bạn sẽ tạo ra vùng chọn và chọn được cái vùng và tách cái đối tượng ra khỏi nền. Thì thứ nhất là bạn sẽ dùng cái công cụ như sau. Các bạn nhớ nha, chúng ta sẽ chọn cái công cụ này. À sau khi chọn xong thì các bạn chỉ cần quét qua đối tượng thì ngay tức chúng ta đã tạo được vùng cho đối tượng rồi. Và tiếp theo nữa bây giờ chúng ta sẽ làm uh, cho cái vùng chọn nó lớn ra bằng cả chọn vào select, chọn vào phần modify và chúng ta chọn vào phần expand. Uh, expand và lúc này chúng ta sẽ chọn vào số 7 thì tự khắc cái vùng chọn nó lớn lên. Sau khi chọn vùng chọn lớn lên thì các bạn sẽ tạo ra một layer mới và cái layer mới thì, thì bạn sẽ chuột phải giúp tôi. Đó là chọn vào biểu tượng là make và make work thì chúng ta chọn là 0.9 và ok thì tự khắc chúng ta có một cái vùng chọn tương đứng bên ngoài như này sau khi chọn vùng chọn xong thì các bạn hãy quay trở về cái công cụ pen thì trong lúc này công cụ pen nó có tính năng như sau các bạn nhớ nhá chúng ta chọn vào công cụ pen nhớ là chúng ta trang được trang chọn trên đây này, này, này nhìn chọn và với công cụ pen như này thì các bạn đang là chọn là dạng pad nha nhìn này chúng ta sẽ tích vào đây này nhìn chọn chúng ta sẽ ấn vào cái z lại nhé nhìn này ở đây chúng ta sẽ chọn vào cái vùng chọn của đối tượng và chúng ta chọn vào m chúng ta chọn vào make work pad nhé tôi lại nói lại cho bạn này và chọn là 0.9 thì lúc này chúng ta chọn vào công cụ pen trong công cụ Ben tích vào đây thì nó sẽ có select map và chúng ta sẽ có phần xếp thì tích vào phần xếp thì ngay tức chúng ta tạo ra một mảng màu và sau khi tạo ra một mảng màu xong thì các bạn hãy chọn thuộc tính cho tôi đó là dạng xếp và lúc này thì chúng ta có hai thuộc tính thuộc tính số nhất là màu thì chúng ta sẽ bỏ đi thuộc tính số 2 là viền của chúng ta đang là màu đen thì chúng ta sẽ chọn cho tôi đó là giấy màu khác ví dụ chúng ta chọn màu xanh và sau khi chọn màu xanh xong thì bạn có thể tăng giá trị là hai chấm và tiếp theo bạn sẽ chọn thuộc tính của chúng ta đó là giấy nét đứt Ok và sau khi đã làm xong thì đây là một trong những thủ thuật để người ta làm cho những sản phẩm như là trà sữa và một số sản phẩm như quảng cáo trên mạng quảng cáo Shopee. Đó chúc các bạn thành công.